Trong những ngày qua, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể địa phương trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa mang đến không khí vui tươi, vui hội trăng rằm, chăm lo Tết Trung Thu cho mọi trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đêm hội trăng rằm vui Tết Trung Thu do Ủy ban Nhân dân quận và các ban ngành phối hợp tổ chức tối qua 24 tháng 9 đã dành tặng gần 500 phần quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho trẻ em khuyết tật, trẻ em con hộ nghèo, con đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình đã giúp các em cảm nhận rõ được sự yêu thương của gia đình xã hội qua những món quà, đồ chơi, lồng đèn, bánh kẹo được vui chơi trong không khí đầm ấm. Con rất thích những trò chơi và con cũng rất ấn tượng với đoàn múa lân vừa rồi ạ. Con cảm thấy rất hào hứng với buổi tối hôm nay và con mong là sẽ có thêm nhiều ngày hội như thế này nữa để bọn con được tham gia và nhận thêm nhiều quà. Đã trở thành thông lệ, mỗi mùa Trung Thu, các cấp, chính quyền từ quận đến cơ sở đều tổ chức nhiều hoạt động vui chơi cho trẻ để cùng lan tỏa sức mạnh của tình yêu thương để mọi trẻ em đều được hưởng trọn vẹn ý nghĩa của ngày Tết Trung Thu. Được thưởng thức màn trình diễn múa lân đầy hấp dẫn, tung tăng cùng những chiếc đèn lung linh nhận quà Trung Thu với những chiếc bánh thơm ngon. Đặc biệt là có các hoạt động văn hóa văn nghệ múa lân để cho các em có được một đêm hội trăng rằm thật sự ý nghĩa. Tất nhiên là không chỉ tổ chức ở quận mà Ủy ban quận đã có kế hoạch và chỉ đạo tất cả các phường, đặc biệt là các khu dân cư đều tổ chức đêm hội trăng rằm trong địa bàn của mình.